Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng PC Cup. Để ngồi ghế cái nó tiện cho nó lịch sự ra. Đây. Rồi. Khi các bạn đến với kênh Phụ Tùng PC Cup, các bạn sẽ được mua những cái sản phẩm chất lượng, những cái sản phẩm riêng theo xe và đặc biệt trang bị cho bạn những cái kiến thức chúng ta có thể kiểm tra xác định xem xe mình là đồ zin hay lô nha. Đây, trên tay của mình hiện giờ đang cầm hai cái mặt kính đồng hồ dành cho xe cúp. Đây là hai cái kính đèn vuông dành cho xe cúp nha. Cái kính này chúng ta xài chung cho mọi xe đèn vuông là tấm 2, tấm 4, custom DD đều xài chung cái mặt kính này. Hai cái mặt kính này hình mình hiện giờ mà đang cầm hai cái mặt kính, một cái zin và một cái hàng Thái mới. Thì làm sao để phân biệt được cái kính của bạn là kính zin hay là kính hàng Thái mới, mình sẽ chỉ cho các bạn phân biệt đây. Rồi, để phân biệt rất là đơn giản, nếu mà bình thường nhìn vào kinh nghiệm chúng ta sẽ nhìn vào cái chất liệu, nếu mà quen như mình thì nhìn vào chất liệu sẽ biết được zin hay lô liền. Còn nếu đối với các bạn những người mà mới chơi xe hoặc là chơi xe chưa lâu thì sẽ không có kinh nghiệm phân biệt, thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách đơn giản nhất. Một cách đơn giản nhất, các bạn nhìn vào cái chữ Honda này nè, nhìn vào chữ Honda này nha. Đó, thì đây là cái zin này, cái chữ Honda mới này nè là hàng Thái mới nha. Còn cái chữ Honda này, chữ mà lợt này là zin nè, zin tháo xe nè. Rồi, để phân biệt chúng ta nhìn vào cái chữ Honda ở trên cái mặt kính zin này nè, nó sẽ khoét sâu xuống cái chữ Honda, giống như là ở trên cát cho đó, các bạn lấy ngón tay các bạn ghi chữ Honda vậy đó, thì nó sẽ lún xuống, đúng không? Nhưng mà cái độ lún của nó rất là mỏng nha, cực kỳ mỏng luôn. Nếu các bạn lấy tờ giấy nhắm miệng 600 mặt bạn mài nhẹ là lắng o luôn. Nói chung là các bạn rời nó sẽ có cảm giác lún xuống, chứ nó không rõ ràng là nó lún sâu, nó lún lớp mỏng thôi. Còn đối với cái chữ Honda hàng Thái zin thì nó sơn lên trên chứ nó không có lún xuống. Nếu chúng ta chà cái này ra thì nó lăn ò luôn. Đó, thì hàng zin cái chữ Honda nó sẽ lún xuống nha, rồi nó sơn màu lên chữ Honda. Còn đối với hàng Thái zin thì nó sơn chữ Honda lên. Đó, đó là cách phân biệt mặt kính zin hay hàng Thái mới thử xe. Thì hiện tại bên mình đang có hai loại luôn, zin và mới theo xe, giá nó gấp đôi các bạn. Cái zin này nè, nó không trong suốt bằng thằng mới nha, không trong suốt bằng mới nhưng giá nó gấp đôi. Nếu các bạn muốn cái đồng hồ, ví dụ như cái đồng hồ các bạn nó quá cũ đi, các bạn gắn cái mặt kính mới này gắn vô là đồng hồ nó mới tinh. Nhưng nếu đồng hồ của bạn mới quá mà nó bị xước thì các bạn gắn cái cũ vô nó sẽ không đẹp, đồng hồ nó không có sáng xe được, mà cái gắn cái mới mà đó. Còn nếu đồng hồ vừa thì gắn cái này, nói chung là tùy các bạn muốn gắn cái nào thôi. Ở đây là mình chỉ các bạn phân biệt hai cái kính, bạn gắn nào. Đây là hàng mới, hàng nhập mới, còn đây là hàng tháo xe, giá gấp đôi, giá cái riêng gấp đôi so với cái này. Rồi thì anh em có nhu cầu lấy mặt kính tháo xe hoặc là mặt kính mới gì, các bạn liên hệ số điện thoại phía trên màn hình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop thì mình sẽ lấy. Còn những anh em nào ở xa thì chuyển khoản ra bên mình ship bưu điện. Và lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kèm video Phụ Tùng PC Cup CD Dream Thái, hàng tháo xe nguyên zin cực đẹp dành cho anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.